Chào các em, lời đầu tiên cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Thanh Tâm, hiện là giáo viên sinh học trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh. Hôm nay cô rất vui đồng hành cùng chúng ta qua chủ đề hệ bài tiết của sinh học lớp 8. Quá trình lọc máu để hình thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra như thế nào? Chúng ta tìm hiểu tiếp phần 3. Tạo thành nước tiểu. Các em đọc thông tin sách giáo khoa trang 126, kết hợp với xem đoạn phim, suy nghĩ và trả lời cho cô 3 câu hỏi sau. 1. Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào và chúng diễn ra ở đâu? Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào? Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào? Sau đây chúng ta cùng xem đoạn phim. Thận đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu. Mỗi quả thận chứa 1 triệu đơn vị chức năng. Quá trình hình thành nước tiểu xảy ra ở các đơn vị chức năng của thận. Sự hình thành nước tiểu bao gồm 3 quá trình: lọc máu, hấp thụ lại và bài tiết tiếp. Quá trình lọc máu diễn ra ở cầu thận. Máu từ động mạch chảy vào cầu thận với một áp suất lớn, tạo một lực đẩy các chất hòa tan trong máu qua màng lọc. Màng lọc là một vách bao mạch có cấu tạo từ một lớp tế bào không xếp xít nhau, tạo thành các lỗ lọc có kích thước từ 30 đến 40 angstrom. Chỉ những chất nào có kích thước nhỏ hơn 30 đến 40 angstrom mới có thể đi qua lỗ lọc tạo thành nước tiểu đầu. Các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn nên được giữ lại trong máu. Quá trình lọc máu kết thúc, nước tiểu đầu được đưa đến ống thận. Tại đây xảy ra hai quá trình: hấp thụ lại và bài tiết tiếp. Trong nước tiểu đầu còn có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Quá trình hấp thụ lại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, hấp thụ lại chất dinh dưỡng cần thiết. Đường, các amino acid, nước, muối khoáng liên tục được hấp thụ lại vào máu. Quá trình bài tiết tiếp sẽ xảy ra ngay sau đó. Các chất thải như amoni, axit uric, các chất thừa, các chất kháng sinh sẽ tiếp tục được bài tiết tiếp để tạo thành nước tiểu chính thức. Lúc này, thành phần các chất trong máu được ổn định. Nước tiểu chính thức được đổ vào ống góp, kết thúc quá trình lọc máu tạo thành nước tiểu. Các em vừa xem xong đoạn phim về sự tạo thành nước tiểu. Giờ đây các em trả lời cho cô câu hỏi: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào và chúng diễn ra ở đâu? Câu trả lời đó chính là sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình. Quá trình lọc máu ở nang cầu thận tạo thành nước tiểu đầu, quá trình hấp thụ lại và quá trình bài tiết tiếp. Hai quá trình này đều diễn ra ở ống thận để tạo thành nước tiểu chính thức.
Quá trình lọc máu ở cầu thận, máu được đưa đến nang cầu thận và cầu thận được lọc qua màng lọc của cầu thận với các lỗ rất nhỏ từ 30 đến 40 angstrom. Các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn lỗ lọc nên sẽ ở lại trong máu. Còn nước, muối khoáng, đường glucose, một ít chất béo, các chất thải, các chất tiết do tế bào sinh ra như ure, axit uric qua các lỗ lọc nhỏ ở nang cầu thận tạo thành nước tiểu đầu. Quá trình này xảy ra được là do sự khuếch tán áp suất tạo ra lực đẩy các chất qua lỗ lọc. Giai đoạn này luôn tuân theo quy định khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp để tạo thành nước tiểu đầu. Vậy thành phần của nước tiểu đầu khác máu ở chỗ nào? Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nước tiểu đầu không có các tế bào máu và protein, còn máu thì có các tế bào máu và protein. Nước tiểu đầu sau khi được tạo thành đổ vào ống thận, ở đây xảy ra quá trình hấp thụ lại đại bộ phận nước, các chất dinh dưỡng, toàn bộ đường glucose, các ion cần thiết như natri cộng, cần ho trừ từ các ống thận được thấm qua ống thận vào thành mạch máu để vào máu. Quá trình này phải sử dụng năng lượng ATP. Tiếp theo đó là quá trình bài tiết tiếp. Các chất được bài tiết tiếp là ure, axit amin, creatin, các chất thuốc, các ion thừa như H+, K+. Quá trình này cũng cần năng lượng ATP để tạo nên nước tiểu chính thức. Nước tiểu chính thức được tạo thành ở ống góp, theo các ống góp đổ vào bể thận và theo ống dẫn nước tiểu đổ vào bóng đái. Như vậy, chúng ta trả lời cho cô, nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào? Như vậy, nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ, nước tiểu chính thức gần như không có các chất dinh dưỡng, nồng độ các chất hòa tan thì đậm đặc, chứa nhiều các chất cặn bã, các chất độc, trong khi nước tiểu đầu các chất dinh dưỡng nhiều, nồng độ các chất hòa tan lãng hơn và chứa ít các chất cặn bã và chất độc hơn. Như vậy, thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu, thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc, các chất thừa ra khỏi cơ thể. Máu vào thận qua động mạch thận, sau khi diễn ra quá trình lọc, hấp thụ lại các chất cần thiết trong các đơn vị chức năng thận. Máu có thành phần ổn định đi nuôi cơ thể và theo tĩnh mạch thận trở về tim. Còn các chất độc hại trong ống thận tiếp tục được bài xuất ra ngoài. Mục ba la mã tạo thành nước tiểu chúng ta cần ghi nhớ cho cô. Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình. Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo ra nước tiểu đầu. Quá trình hấp thụ lại những chất cần thiết ở ống thận. Quá trình bài tiết tiếp chất thừa, chất thải ở ống thận để tạo thành nước tiểu chính thức. Các em ghi phần này vào vở.